hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào quý khán giả đang trở lại với chương trình Xe và Xu hướng. Chương trình được phát sóng vào mỗi 8 giờ sáng Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với sự đồng hành của Thaco. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình hôm nay. Mở đầu là một số thông tin thị trường. Chuyên mục thời sự xe tuần này mời quý vị cùng lắng nghe phần còn lại những chia sẻ về kinh nghiệm mua xe cũ. Phần cuối chương trình là chuyên mục thử xe, giới thiệu mẫu xe MG5. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Thưa quý vị, Ban tổ chức triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022, Việt Nam Motor Show vừa chính thức công bố triển lãm này sẽ quay trở lại và sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây tại thành phố Hồ Chí Minh sau 2 năm tạm hoãn do đại dịch. Tính đến nay đã có 11 hãng xe đăng ký tham gia và danh sách này vẫn còn tiếp tục cập nhật. Theo đó, Việt Nam Motor Show 2022 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn FECC quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Tính đến trung tuần tháng 3 vừa qua, ban tổ chức xác nhận đã có 11 hãng xe đăng ký tham dự gồm Audi, Honda, Jeep, Mercedes-Benz, Lexus, Mitsubishi, MG, Subaru, Toyota, Volkswagen và Volvo. Hiện tại, danh sách các thương hiệu tham gia trưng bày tại VMS 2022 vẫn đang tiếp tục được cập nhật. Sau 2 năm vắng bóng bởi ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, VMS 2022 sẽ trở lại với quy mô hoành tráng hơn và các lĩnh vực trưng bày cũng sẽ đa dạng hơn so với các triển lãm trước đây. Ngoài các hãng ô tô thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, Hiệp hội các nhà nhập khẩu ô tô chính hãng Việt Nam VIVA và các đơn vị trong ngành công nghiệp hỗ trợ, năm nay triển lãm sẽ có sự tham gia của các nhà sản xuất, nhập khẩu xe máy, xe phân khối lớn, du thuyền, v.v. Bên cạnh hoạt động trưng bày, ban tổ chức và các thành viên VMS 2022 đang lên kế hoạch với nhiều hoạt động mới thu hút khách đến tham quan triển lãm. Đặc biệt, tại triển lãm Việt Nam Motor Show năm nay, ban tổ chức cũng dự kiến sẽ tổ chức hội thảo chuyên ngành với sự góp mặt trao đổi của các chuyên gia, thảo luận về xu hướng xe điện hóa trên toàn cầu và định hướng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong tương lai. Ngoài ra, chủ đề về cung cấp và sử dụng đúng nhiên liệu Euro 5 nhằm bảo vệ môi trường cũng đang được ban tổ chức cân nhắc tổ chức hội thảo. Với sự mở rộng về quy mô và lĩnh vực trưng bày, sự phong phú và đặc sắc của các sản phẩm cùng sự hấp dẫn mới mẻ của các hoạt động trình diễn và tương tác, VMS 2022 hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những trải nghiệm vượt trội, xứng đáng là triển lãm thường niên lớn nhất của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trong nhiều năm qua. Các thông tin chính thức về triển lãm sẽ được cập nhật tại hai hệ thống website và fanpage chính thức của sự kiện. Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam vừa chính thức giới thiệu sản phẩm robot Sport Boston Dynamics với mục tiêu nâng cao trải nghiệm của khách hàng nhờ những công nghệ tiên tiến hàng đầu. Robot này sẽ có mặt tại các sự kiện quan trọng của Hyundai Thành Công trong thời gian tới, cũng như sẽ xuất hiện tại các đại lý trong các hoạt động tương tác với khách hàng. Sport Boston Dynamics là sản phẩm robot được sản xuất với mục đích hỗ trợ công việc cho con người, ứng dụng trong các hoạt động sản xuất, tuần tra, cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là trong các môi trường độc hại con người không thể có mặt như đám khói bụi, phóng xạ, v.v. Bên cạnh đó, Sport còn có khả năng học theo cử chỉ của con người, thiết lập chế độ tự động tuần tra theo lịch. Cơ chế di chuyển của Sport được mô phỏng theo loài dê với các trụ khớp được hướng về sau. Điều này giúp Sport di chuyển linh hoạt, vượt qua nhiều loại địa hình cùng khả năng cân bằng tuyệt vời. Với các lực tác động trong giới hạn vào thân, Sport có khả năng trụ vững và không thể ngã. Khả năng tương thích các phụ kiện của Sport gồm các tay arm để bê, nâng đồ vật, hệ thống quan sát địa hình LiDAR. Ngoài ra, Sport còn có khả năng dancing với các tổ hợp động tác được lập trình thông qua hệ thống phần mềm chuyên dụng. Sport Boston Dynamics có các thông số cơ bản như khối lượng 32kg, tải trọng tối đa 14kg, khả năng di chuyển tốc độ tối đa là 5,6km/h. Với viên pin tiêu chuẩn, robot này có thể hoạt động trong thời gian tối đa hơn 1 giờ đồng hồ. Với mục tiêu nâng cao trải nghiệm khách hàng cùng những công nghệ tân tiến hàng đầu, Hyundai Thành Công đã chính thức đưa robot Sport về Việt Nam. Robot Sport sẽ có mặt tại các sự kiện quan trọng của Hyundai Thành Công trong thời gian tới, cũng như sẽ xuất hiện tại các đại lý trong các hoạt động tương tác với khách hàng. Tách ra từ Viện Công nghệ Massachusetts của Mỹ vào năm 1992, Boston Dynamics ban đầu có nhiệm vụ chế tạo các loại robot từ nguồn ngân sách của cơ quan chỉ đạo các dự án nghiên cứu quốc phòng Mỹ. Boston Dynamics nhanh chóng nổi tiếng khắp thế giới nhờ việc chế tạo thành công những loại robot có khả năng di chuyển linh hoạt, trong đó có Atlas, robot hình người có khả năng nhảy lộn đầu và chạy bằng hai chân rất nhanh. Hay Spot, robot hình chó có thể chăn cừu hỗ trợ nhân viên y tế trong đại dịch. Năm 2020, Hyundai Motor đã đưa Boston Dynamics trở thành một thành viên trong hệ sinh thái của mình nhằm gia tăng các giải pháp công nghệ về di chuyển cũng như tự động hóa trong nhiều lĩnh vực.
Spot là sản phẩm robot chiến lược phù hợp với nhiều mục đích và thân thiện dễ tiếp cận. Xin kính chào quý vị và các bạn, lại tiếp tục trở lại với chuyên mục thời sự xe của chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay để cùng với chúng tôi tiếp tục trò chuyện với anh Tạ Quang Hiếu, là giám đốc kinh doanh toàn quốc của Anica Việt Nam, một đơn vị chuyên kinh doanh xe cũ tại Việt Nam, để chúng ta cùng có thêm những cái thông tin cập nhật tham khảo để quý vị trong thời gian sắp tới, nếu mình có cái nhu cầu sở hữu cũng như là sử dụng một cái chiếc xe cũ thì mình sẽ có những cái lựa chọn nó như ý. Và rất cảm ơn anh Hiếu lại tiếp tục tham gia chương trình ạ. Xin chào quý vị khán giả, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Xe và Xu hướng ngày hôm nay. Có một cái trường hợp nữa, tôi không biết là nó có xảy ra nhiều ở ngoài thực tế hay không, đó là cái vấn đề mà một cái chiếc xe cũ mà nó được bán lại qua tay rất là nhiều người, thì cái việc mà sang tên đổi chủ như vậy thì nó có khó khăn như thế nào hay không ạ? Về cái việc xe đã qua nhiều chủ thì nó không có ảnh hưởng gì đến mình cả. Thì trên cái đăng ký xe thì luôn luôn ghi cái đăng ký lần đầu là ngày bao nhiêu. Thế thì chúng ta chỉ xác định được là đăng ký lần 2 và lần thứ N, không quan trọng là lần nào, chỉ biết là đăng ký nhiều lần thôi. Và cái việc đăng ký nhiều lần thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái chủ sau cùng cả, vì thủ tục để sang tên bây giờ thì rất đơn giản. Mua bán xe cũ thì đối với cá nhân là chúng ta làm cái hợp đồng công chứng ủy quyền, mua bán công chứng do văn phòng công chứng có thẩm quyền, người ta đóng dấu xác nhận là mình đi đăng ký sang tên đổi biển, là sang tên mình vào cái đăng ký, là gần như đến lúc bán là thủ tục lại như một chiếc xe mới một chủ bình thường thôi, nó không có vướng mắc phức tạp. Trừ trường hợp như này, nó có một cái lưu ý là đối với những cái xe mà mua bán mà không chính chủ ấy, thì người mua nên kiểm tra cái giấy tờ mua bán nguồn gốc xem là đã bán qua bao nhiêu chủ, tính từ cái chủ trên đăng ký ấy, chứ không phải là chủ gốc ban đầu, vì mình không thể nào có cơ sở xác định không cần biết chủ gốc ban đầu mà chủ trên đăng ký. Thế thì ở các tỉnh khác thì không sao, nhưng ở phía Sài Gòn ấy, thì nếu như bán qua nhiều chủ mà chưa đăng ký thì mình sẽ chịu bằng đấy lần thuế cho bạn, riêng thị trường Sài Gòn. Thế nên người mua lưu ý là nếu như mua xe mà có hợp đồng mua bán qua 2-3 người mà chưa có đăng ký trên cái đăng ký chính chủ, cái chủ xe trên đăng ký mà bán lại 2-3 lần thì chúng ta sẽ chịu 2-3 lần thuế, tức là 2-3 lần 2% đó, nên lưu ý để là yêu cầu cái người bán xe phải chịu cái đó cho mình chỉ phải chịu có 2% một lần do mình đăng ký đổi tên thôi. Có một cái điều này mà tôi thấy cũng khá là thú vị nè thưa anh Hiếu, đó là có nhiều người mua xe đó thì họ sẽ cố gắng, họ sẽ lấy biển số của các thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh, để khi mà bán lại đó thì cái giá bán lại nó sẽ vẫn cao hơn so với những chiếc xe cũ ở các tỉnh, như vậy có đúng không ạ? Cái vấn đề này thì nó có cái lý do để lý giải cho nó. Nó một là về giá trị, hai là về cái uy tín của biển, thành phố. Thì cái đầu tiên là về giá trị, thì cái chi phí lấy biển ở Hà Nội và Hồ Chí Minh ấy, là lấy biển lần đầu ấy, là 20 triệu, còn ở các tỉnh khác thì nó chỉ là 500 nghìn và 1 triệu thôi. Nên cái giá trị của nó đương nhiên là nó được tính là cao hơn so với xe biển tỉnh, là cỡ 20 triệu chênh lệch ban đầu. Thứ hai là cái xe biển Hà Nội và biển Sài Gòn ấy, thì đi tất cả các tỉnh đều không hay bị dòm ngó soi xét. Như vậy rõ ràng là cái nhu cầu về việc sở hữu cũng như là sử dụng một cái chiếc xe ô tô đã qua sử dụng trên thị trường vẫn còn rất là lớn. Tuy nhiên, mặc dù là mình sử dụng một cái chiếc xe cũ, nhưng mà các cái yếu tố ví dụ như là an toàn rồi chất lượng của chiếc xe đó vẫn rất là quan trọng, đúng không ạ? Tuy nhiên trong thực tế thì có thể là vì cái nhu cầu hoặc là vì cái khả năng tài chính của mình, cho nên nhiều khi mình cũng không có chọn được một cái chiếc xe như ý, một cái chiếc xe tươi mới, mình nói vui như vậy. Thì với kinh nghiệm của mình, anh Hiếu có những cái chia sẻ gì đến quý vị khán giả, đến khách hàng, để mình có thể mình lựa chọn, hoặc là mình mua một chiếc xe cũ, hoặc là mình mua một chiếc xe mới, thì cái nào nó sẽ tốt hơn ạ? Anh hỏi hơi khó, tôi làm xe cũ nên là đương nhiên sẽ khuyên khách hàng mua xe cũ. Tuy nhiên nói như vậy thôi, nhưng tôi khuyên mua xe cũ thì cũng có căn cứ và có lợi ích cụ thể. Thì xe cũ có rất nhiều cái lợi ích nhiều so với xe mới, là tiết kiệm được lệ phí trước bạ. Lệ phí trước bạ cho xe mới là 10 đến 12% giá trị xe tùy theo từng tỉnh. Còn với xe cũ là chúng ta chỉ mất 2% giá trị xe thôi. Thứ hai là tiết kiệm chi phí lấy biển số. Ở thành Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì là chúng ta sẽ phải bỏ ra chi phí 20 triệu cho việc đăng ký lấy biển số lần đầu. Với xe cũ thì chỉ mất 500 nghìn cho chi phí cấp biển số thôi. Thứ ba là tiết kiệm được chi phí khấu hao. Người mua xe mới đã trả hết chi phí cho việc bóc tem, đập hộp chiếc xe khi vừa ra mắt và những cái mất giá đó rồi. Chúng ta mua xe thì sẽ là phù hợp theo giá thị trường hiện tại thôi. Và với những người cẩn thận hơn thì
mua xe lướt từ 3 năm đổ lại đây, thì còn bảo hành từ của nhà sản xuất, xe sản xuất từ năm 2018 đổ lại ấy, thì hoàn toàn yên tâm, nên là bị làm sao thì có hãng nhà sản xuất đứng ra lo rồi. Nó liên quan một chút về cái vấn đề niên hạn đó anh Hiếu, thì theo anh thấy thì khi mua một chiếc xe cũ thì mình nên chọn một cái chiếc xe nó có niên hạn bao lâu, tức là khi một cái chiếc xe mới nó ra mắt cho đến khi mà mình mua lại đó, thì cái niên hạn trong thời gian bao năm thì là một cái thời gian mà lý tưởng để mình mua ạ. À, thì câu hỏi của anh trưởng là có hai phần, phần niên hạn và phần giới hạn về thời gian lý tưởng. Về niên hạn xe thì ở thời điểm hiện tại thì gần như là ít người quan tâm, vì cái niên hạn nó đang chỉ áp dụng cho xe bán tải và xe tải thôi. Các xe du lịch thì không có niên hạn sử dụng. Tuy nhiên là để mà cái đời xe lý tưởng cho người mua xe cũ ấy, thì nó có hai cái mốc. Một là với những cái tài chính dư giả một chút thì chúng ta nên chọn xe 3 năm đổ lại, là xe còn chế độ bảo hành của nhà sản xuất. Hầu đa tất cả các dòng xe trên thị trường bây giờ là đều bảo hành 3 năm hoặc là 10.000, 100.000 km, thì cái đó là hoàn toàn yên tâm. Thứ hai, nếu như không có đủ tài chính đến tầm xe siêu lướt như vậy thì chúng ta sẽ mua xe từ 5 đến 7 năm. Tức là theo cá nhân tôi thì sau 7 năm thì chiếc xe sẽ bắt đầu đến chu kỳ mà rệu rạo, phải thay thế rất nhiều thứ và bắt đầu đến chu kỳ hỏng hóc. Thế thì cái phần mà xe sau 7 năm đó nên dành cho những người có chuyên môn, về có người có thợ xe hoặc những người am hiểu hơn về xe, người ta sử dụng những chiếc xe đời sau. Còn với những người mới sử dụng xe thì nên chọn xe từ 7 năm đổ lại đây. Một cái thủ tục cũng rất là phổ biến hiện nay khi mà mua một cái chiếc xe đó là cái thủ tục vay ngân hàng. Thì đối với xe mới thì mình không 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 nói rồi đúng không ạ? Thế thì còn xe cũ, khi mà mua xe cũ như vậy đó thì mình có thể là mình vay ngân hàng để mình mua xe cũ được hay không, và các cái thủ tục nó như thế nào? Xin anh Hiếu chia sẻ thêm ạ. À, vay ngân hàng thì bây giờ hiện tại hầu hết các ngân hàng đều đang cho vay đối với chiếc xe là có sản xuất từ 7 năm đổ lại đây. Rất ít ngân hàng là cho vay với, có một số trường hợp ngân hàng cho vay với số năm là lâu hơn nữa. Tuy nhiên là phần đa là cho vay từ 7 năm đổ lại. Do đó là cũng như tôi vừa khuyên ấy, nó phù hợp với cái đối tượng người mua là mới mua xe lần đầu để sử dụng những chiếc xe 7 năm đổ lại đây. Cái thủ tục vay ngân hàng thì ngân hàng sẽ cho vay tối đa là 60 tháng, tức là 5 năm. Thông thường là như vậy. Và thế chấp bằng chính chiếc xe đó, thế chấp bằng cái đăng ký xe chứ không phải đặt xe ngân hàng. Giấy tờ xe thì ở ngân hàng, và ngân hàng sẽ cấp cho chúng ta một cái bản cà vẹt công chứng để đi đường. Thì cái thủ tục vay thì cũng không khác gì xe mới, rất đơn giản là chứng minh tài chính, chứng minh thu nhập, và ngân hàng sẽ giải ngân đến tối đa 70% cái giá trị giao dịch của xe cũ. Còn một cái vấn đề nữa mà tôi thấy cũng khá là thú vị, đó là hiện nay cái tâm lý của khách hàng tại Việt Nam đó, khi mà họ có cái kế hoạch để họ chuẩn bị họ mua một cái chiếc xe mới và thậm chí là xe cũ đi nữa, thì ở trong đầu họ họ lại có một cái tư tưởng, đó là liệu cái chiếc xe này sau này bán lại nó có giá hay là không, đúng không ạ? Đó là cái quan niệm vẫn đang tồn tại ở ở ở thị trường xe tại Việt Nam cũng như khách hàng ở Việt Nam. Thì anh Hiếu có nhận định gì về cái quan niệm này ạ? Thực ra đúng là tâm lý người tiêu dùng khi mua xe mới hay xe cũ, đặc biệt là xe mới, vì tôi cũng đã trải qua thị trường xe mới hơn chục năm, thì người tiêu dùng khi đi mua lại rất hay quan tâm đến cái giá trị bán lại sau này, mà không quan tâm đến việc chiếc xe đó hiện tại mang lại giá trị cho mình như thế nào. Cái đó thì nó là nguyên nhân xuất phát từ việc quan điểm của người tiêu dùng Việt Nam là vẫn còn đang coi chiếc xe này là tài sản chứ không coi chiếc xe là phương tiện. Thế nếu như những người thực tế thực dụng ấy, thì người ta chỉ quan tâm đến cái chiếc xe này mang lại cho mình cái gì hiện tại, nó mang lại giá trị gì cho mình, vì là nó phục vụ cho mình, xe phục vụ mình chứ không phải mình phục vụ xe. Thế những người mà thường quan tâm đến việc giá trị bán lại là về thì cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, tức là rất cưng chiều chiếc xe và giữ gìn. Nhiều người còn không dám đi, hạn chế đi lại động đến xe. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi thì mua chiếc xe, đặc biệt là mua xe đã qua sử dụng ấy, thì đã khấu hao tương đối rồi, và mình nên chọn cái xe gì phục vụ tối đa cho cái mục đích và nhu cầu của mình. Giống như tôi chia sẻ ban đầu, nó phải phù hợp nhất với cái nhu cầu mục đích sử dụng của mình. Chứ nếu mình quan tâm đến cái việc bán lại không thôi thì nó sẽ chọn vào những chiếc xe có thể là giữ giá nhưng nó không phù hợp với mình và nó không phục vụ được hết toàn bộ các nhu cầu mà mình mong muốn. Đối với xe cũ thì chúng ta cũng không quá cần phải quan tâm đến cái giá trị bán lại, do là tại thời điểm chúng ta mua chiếc xe, toàn bộ những cái gì là mất giá nó cũng đều đã xảy ra đối với cái chủ đầu người ta mua xe mới rồi. Nên hiện tại là nó có cái mức khấu hao chung của từng năm, tùy từng dòng xe mà mỗi năm chúng ta sẽ xác định là bỏ ra 30 đến 50 triệu cho một chiếc xe khấu hao sau một năm chúng ta sử dụng.
để chúng ta tính toán để lựa chọn chiếc xe cho nó phù hợp. Tóm lại là để lựa chọn cho mình được một chiếc xe ưng ý thì chúng ta có vài cái ý chính tổng kết như sau. Một là từ cái nhu cầu bản thân để xác định được ra, đầu tiên là cái dòng xe phù hợp với nhu cầu cá nhân và khả năng tài chính để ra được tên của chiếc xe. Sau khi có được một vài tên chiếc xe và đời xe cơ bản thì chúng ta sẽ focus tập trung vào tìm những cái xe đó ở trên các đơn trang mạng hoặc là các đơn vị kinh doanh xe trên thị trường và chọn lấy cơ sở uy tín càng lớn càng tốt và đã được khẳng định trên thị trường, là các cứ salon thật to mà vào và có chế độ bảo hành đầy đủ. Và khi xem chiếc xe ấy, thì nó chỉ có 5 cái tiêu chí cơ bản là khung vỏ xe còn nguyên bản hay không, động cơ hộp số có còn nguyên bản hay không, hồ sơ pháp lý của xe có sẵn sàng hay không, và kiểm tra cái tình trạng phạt nguội của xe xem có bị nợ phí đường bộ hay còn cái gì nợ nần với nhà nước hay không. Hiện tại thì các dòng xe phổ biến mà khách hàng hay lựa chọn ấy, nó đang là dòng xe hạng C và B, nó rơi vào ngân sách dự kiến là 400 đến 500 triệu là đa số được người tiêu dùng sử dụng, lựa chọn cho xe đã qua sử dụng. Tại vì với cái tầm tiền đó thì mua cái xe mới thì người tiêu dùng không mua được một chiếc xe có chất lượng cao, thường là chiếc xe mới thì là xe hạng B thôi. Thế thì khi mà với ngân sách 400 đến 500 triệu chúng ta sẽ mua được rất nhiều loại xe hạng C và hạng D với chất lượng cao hơn rất nhiều, chỉ có điều là năm sản xuất nó sâu hơn một chút thôi, cách đây 3 năm đến 5 năm tùy theo từng người. Mua xe đời sâu thì sẽ được cái dòng xe hạng sang và chất lượng nó cao hơn, chẳng qua là nó già hơn thôi. Vâng, rất cảm ơn anh Hiếu đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn, tiếp tục trở lại với chuyên mục thử xe của chương trình Xe và Xu hướng tuần này. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một chiếc xe rất là mới của thương hiệu MG. Và đây là cái mẫu xe mới nhất của họ vừa được ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 3 vừa qua. Như quý vị thấy trước mắt đây, đây chính là chiếc xe MG5, một chiếc xe thuộc phân khúc sedan hạng C với thiết kế rất là trẻ trung, năng động và bắt mắt nữa, đúng không ạ? Theo TC Service, đơn vị phân phối thương hiệu MG tại Việt Nam cho biết thì đây là cái chiếc xe có thể nói là chủ lực của MG tại Việt Nam trong năm 2022 này. Và với mục tiêu đó, hy vọng rằng với cái chiếc xe rất là hiện đại, trẻ trung và thiết kế khá là đẹp như thế này, nó sẽ chinh phục khách hàng tại Việt Nam, đặc biệt là nó sẽ là một cái tên sáng giá trong phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam với giá bán chỉ 579 triệu đồng. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng với chúng tôi khám phá mẫu xe này. Trước tiên là phần thiết kế ngoại thất cũng như là những cái trang bị thiết kế ở phần nội thất có gì đặc biệt nha. Xin mời quý vị. Thưa quý vị, trước tiên thì xin mời quý vị cùng với chúng tôi khám phá phần ngoại thất của chiếc xe này. Nhìn bên ngoài, chiếc xe này khá là hiện đại, đúng không ạ? Nhìn nó có vẻ trẻ trung bởi vì nó được thiết kế theo phong cách coupe. Ở phía phần đầu xe, như quý vị thấy, trước tiên là cái phần lưới tản nhiệt, nó có thiết kế theo cái kiểu kỹ thuật số với cái hình ngọn lửa, nhìn cũng khá là ấn tượng. Cụm đèn phía trước với đèn chiếu sáng ban ngày cũng như là cụm đèn chiếu sáng được thiết kế với công nghệ LED, nhìn cũng khá là sắc nét. Kích thước của chiếc xe này cũng khá là ấn tượng thưa quý vị, với chiều dài là 4675mm, chiều rộng là 1842mm và chiều cao là 1480mm. Chiều dài cơ sở của chiếc xe này là 2680mm. Như vậy với cái kích thước như vậy, đối với một cái chiếc xe sedan hạng C thì cũng khá là chấp nhận được. Chiếc xe này nó được thiết kế theo cái phong cách coupe. Chính vì vậy mà quý vị nhìn chiếc xe ở trên nóc, nóc xe nó được kéo dài, thiết kế kéo dài xuống tận đuôi xe theo cái kiểu coupe, nhìn rất là trẻ trung. Ở phía trước thì tôi còn thấy có một cái camera được đặt ở phía trên cái logo MG. Đây chính là cái tính năng camera 360 độ được trang bị trên chiếc xe này. Gương chiếu hậu của chiếc xe này thì chỉnh điện gập điện có tích hợp đèn báo rẽ. Và khi quý vị khóa xe, bấm chìa khóa để lock xe thì
kính chiếu hậu nó cũng sẽ tự động nó gặp lại. Như trước đây chúng tôi cũng đã từng giới thiệu một cái mẫu xe khác của MG, chúng tôi cũng đã có giới thiệu đến quý vị rồi. Nhân tiện hôm nay chúng tôi nhắc lại một chút, đó là thương hiệu MG, đầu thương hiệu của Anh Quốc, có mặt ra đời từ rất lâu rồi, từ năm 1924. MG là viết tắt của chữ Morris Garage. Và chiếc xe này thì được sản xuất tại Thái Lan. Khi mà nó mới ra mắt thì chiếc xe MG năm này cũng được khá là nhiều người quan tâm bởi cái mức giá của nó. Và hy vọng nó sẽ chinh phục được những khách hàng yêu thích sự trẻ trung năng động, đặc biệt là những khách hàng trẻ. Và với cái giá bán chỉ từ 579 triệu đồng thì hy vọng nó sẽ là một cái lựa chọn hợp lý cho những khách hàng trẻ, đặc biệt là những khách hàng mới mua xe lần đầu chẳng hạn, hoặc là những khách hàng có cái mức tài chính trong khoảng từ 500 triệu đến 700 triệu. Phía bên hông như quý vị nhìn thấy thì chiếc xe này nó có những cái đường gân dập nổi từ phía đầu xe đến cuối thân xe luôn. Nó càng tạo nên, nó làm tăng lên cái tính thể thao, cái sự sắc sảo và cái tính trẻ trung năng động cho chiếc xe này. Mâm xe của chiếc xe này thì có kích thước 17 inch với cái hai tông màu, cũng như là được thiết kế cách điệu theo hình chiếc búa Tomahawk. Ở phần cửa xe như quý vị thấy ở đây thì cái viền cửa xe cũng được mạ chrome sáng bóng, nhìn cũng rất là bắt mắt đúng không ạ? Ở phần đuôi xe, tôi rất là ấn tượng với hai cái ống xả kép của chiếc xe này, cũng như là phần thiết kế đuôi xe nó khá là cao. Bên cạnh đó thì cụm đèn hậu vẫn là thiết kế với công nghệ LED, với cái phong cách của những chiếc xe đua. Ở phía sau này tôi vẫn thấy vẫn có những cái chi tiết là những cái đường gân ngang qua bên thân xe này, cùng với đó là cái mui xe dốc về phía sau như quý vị thấy, và tôi đã nói lúc nãy nó thiết kế theo cái phong cách coupe, phần mui xe nó thoải và nó dốc xuống đến tận đuôi xe luôn. Với cái thiết kế này thì nhìn chiếc xe nó hiện đại đúng không ạ? Nó hiện đại và nó trẻ trung nữa. Phần cốp xe của chiếc xe này theo tôi nhìn thấy thì rất là rộng, và ở trong đây nó còn có một cái lốp xe dự phòng nữa thưa quý vị. Và một cái camera đặt ở phía sau đây là một cái camera cùng với camera ở phía trước. Nó là một cái tính năng camera 360 độ của chiếc xe này. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng với tôi bước vào bên trong xe để chúng ta cùng tìm hiểu, cùng khám phá phần nội thất của chiếc xe MG5 này nhé. Mời quý vị. Thưa quý vị, không chỉ có thiết kế đẹp, bắt mắt ở phía bên ngoài ngoại thất, bên trong nội thất của chiếc xe này cũng khá là ấn tượng. Cảm giác đầu tiên khi mà tôi bước vào bên trong chiếc xe này tôi ngồi đó thì rất là thoải mái. Và cái cảm giác mình cảm thấy cái không gian nội thất của chiếc xe này nó rất là rộng rãi, với ghế ngồi bằng da theo một cách thể thao ôm trọn lưng của người lái. Đặc biệt là phía bên ghế của người lái đó thì chỉnh điện, cũng như là gương, cái kính ở phía bên cửa thì mình chỉnh bằng một chạm. Còn ghế bên hành khách là ghế chỉnh cơ, cũng như là kính thì không có cái chức năng một chạm. Vô lăng của chiếc xe này khá là thể thao, ba chấu, đa chức năng, có tích hợp ba cái chế độ lái khác nhau, cũng như là các cái phím chức năng khác nhau. Thiết kế của cái phần bảng điều khiển ở trên chiếc xe MG5 này theo cái kiểu là hướng về phía người lái, cũng như là nó được đặt các cái phím điều chỉnh ở đây giống như là những phím đàn piano. Bên cạnh đó là nút khởi động start stop, màn hình giải trí trung tâm 10 inch full HD, có thể kết nối được với Apple CarPlay và Android Auto. Ở phía dưới bệ trung tâm thì tôi thấy nó còn có một cái chức năng, đó là sạc không dây trên chiếc xe này, cũng như là các cái cổng sạc dành cho iPad, iPhone, cũng như là một cổng sạc USB nữa. Chiếc xe này thì có phanh tay điện tử và có cái chức năng auto hold. Phần thiết kế tắp bi cửa cũng như là trên tắp lô này thì hoàn toàn bằng nhựa thôi. Chiếc xe này thì nó có dàn lạnh 8 cửa gió, có thể điều chỉnh bằng cảm ứng. Bên cạnh đó nó còn có tích hợp các chức năng lọc bụi mịn PM2.5, giúp cho cái không gian bên trong nội thất thật sự thoải mái và sạch sẽ, đặc biệt là trong cái thời điểm mà dịch bệnh như thế này thì cái không gian ở bên trong xe thoáng đãng, thoải mái, sạch sẽ là điều mà
hành khách ngồi trên xe cũng rất là quan tâm. Mặc dù là một chiếc sedan hạng C nhưng mà chiếc xe này nó cũng có được trang bị cái cửa sổ trời nhỏ thôi, 0.32m2 thôi, nhưng mà nó còn được trang bị nhiều cái tính năng, ví dụ như là chống kẹt cũng như là bốn cái chức năng khác. Và các cái hộc đựng đồ ở phía hai bên cửa cũng như là ở phía giữa này cũng nhiều, giúp cho hành khách có thể dễ dàng để chai nước hoặc là để đồ đạc, rất là thuận tiện. Chiếc xe này nó cũng được trang bị cái chìa khóa thông minh cũng như là khởi động bằng nút bấm Start-Stop. Màn hình hiển thị trung tâm theo dạng kỹ thuật số cockpit 7 inch hiển thị đầy đủ các cái thông số vận hành của xe, giúp cho người lái dễ dàng quan sát ở trên cái màn hình này. Đến đây thì chúng tôi xin tạm khép lại chuyên mục thử xe tuần này tại đây với phần giới thiệu nội thất ngoại thất của chiếc xe MG5 này. Trong chuyên mục thử xe tuần sau thì chúng tôi tiếp tục mời quý vị cùng với chúng tôi trải nghiệm chiếc xe này với những cái thông số kỹ thuật về động cơ, về khả năng vận hành cũng như là một số công nghệ mà MG trang bị trên chiếc xe này. Mời quý vị cùng đón theo dõi nhé. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tuần này. Cảm ơn Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Kính chúc quý khán giả và gia đình có một ngày nghỉ thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình Xe và Xu hướng tuần sau lúc 8 giờ sáng Chủ nhật trên kênh HTV7.